Hi, chị chào tất cả anh chị các bạn. Video này thì chị muốn chia sẻ với anh chị các bạn về cái dịch vụ cuộc gọi thương hiệu Voice Brandname nha anh chị các bạn. Thì nội dung video này thì chị sẽ đi làm 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu về Voice Brandname là gì. Cái thứ hai nữa là tính năng, ưu điểm và nhược điểm của cái dịch vụ Voice Brandname này. Cái thứ ba nữa là cái thủ tục để anh chị bạn là đăng ký sử dụng cái dịch vụ này sẽ như thế nào nha chị bạn. Thì đầu tiên ấy là Voice Brandname là gì. Thì dịch vụ Voice Brandname này thì nó gọi là dịch vụ cuộc gọi thương hiệu. Thì khi mà anh chị các bạn là gọi ra cho khách hàng của mình thì thay vì ấy, là trên cái điện thoại nó hiển thị là cái số điện thoại thì bây giờ nó sẽ hiển thị theo một cái tên, gọi là tên định danh của anh chị các bạn nha. Thì đối với lại Voice Brandname ấy, mình sẽ có thể là kết nối với lại những cái tổng đài của anh chị các bạn là đang sử dụng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gán cái thương hiệu Voice Brandname vào cái số điện thoại này. Cái thứ ba nó có thể là kết nối cuộc gọi hai chiều thì rất là linh hoạt. Và thứ bốn nữa là đối với lại những cái dịch vụ ngành nghề mà anh chị các bạn là quảng cáo này, gọi quảng cáo nhiều này, hoặc là anh chị các bạn là gọi chăm sóc khách hàng ấy, thì dịch vụ Voice Brandname này nó sẽ hỗ trợ anh chị các bạn là để khách hàng của anh chị các bạn là nhận diện được là cái cuộc gọi mà đến là cái cuộc gọi do doanh nghiệp của anh chị các bạn là thực hiện nhá. Thì đây cái slide này thì anh chị bạn thấy này là demo cái dịch vụ Voice Brandname là gì. Là khi mà anh chị bạn là gọi ra cho khách hàng thì thay vì để hiển thị số điện thoại thì bây giờ nó sẽ hiển thị cái tên thương hiệu của anh chị các bạn, cái tên Voice Brandname mà anh chị bạn đăng ký với nhà mạng nha. Khi mà cái cuộc gọi nó bị nhỡ, khách hàng tiềm năng của mình ấy, là bận gì không nghe máy, thì khi mà khách hàng tìm kiếm lại cái lịch sử cuộc gọi nó cũng hiển thị là cái Voice Brandname của bên mình gọi đến. Nó sẽ hỗ trợ được cho khách hàng của anh chị bạn biết là cái cuộc gọi này là từ doanh nghiệp của anh chị bạn gọi đến. Thì đối với lại cái dịch vụ Voice Brandname này nó sẽ tích hợp được với lại cái thuê bao Sip Trunk di động của anh chị bạn nhé. Khi mà anh chị bạn là gọi từ cái tổng đài Sip ra ấy, thì thay vì nó hiển thị là những cái số điện thoại Sip thì bây giờ nó hiển thị lên là cái tên thương hiệu của anh chị bạn. Thì đối với lại cái Voice Brandname này nó có ưu điểm với nhược điểm gì so với lại những cái tổng đài thông thường. Thì ở đây Trực sẽ có một bảng so sánh này là giữa Voice Brandname và tổng đài thông thường. Thì thứ nhất là nếu mà đối với tổng đài thông thường thì khi mà cuộc gọi đi nó chỉ hiển thị cái số điện thoại thôi, thì bây giờ thay vì đó thì cái Voice Brandname nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn là cái tên thương hiệu của anh chị bạn. Thứ hai nữa là cái tổng đài thông thường nó chỉ mang tính chất là tổng đài thôi. Thì còn ví dụ như Voice Brandname thì sẽ tăng cái gọi là nhận diện thương hiệu của anh chị bạn, quảng bá được cái thương hiệu của anh chị bạn đến những khách hàng tiềm năng. Cái thứ ba nữa là khi mà số điện thoại thông thường hiện tại là tình trạng là lừa đảo rất là nhiều. Khi mà số máy lạ thì thường là những khách hàng tiềm năng đó họ sẽ ít là sẽ nghe máy, tỷ lệ gọi sẽ không thành công cao. Nhưng mà đối với anh chị bạn gọi qua cái tên thương hiệu ấy, thì đối với cái tên thương hiệu này là được Cục An toàn Thông tin cấp cái tên định danh rồi, nên là khi mà anh chị bạn gọi đến mà nó hiển thị cái tên thương hiệu thì khi đó khách hàng biết được là doanh nghiệp này đang gọi đến là doanh nghiệp nào, khi đó nó sẽ tăng cái tỷ lệ gọi là bắt máy khách hàng của anh chị các bạn nhá. Rồi một cái nữa là đối với lại cái dịch vụ thường ngày xưa anh chị bạn muốn làm một cái tổng đài thì anh chị bạn cần phải trang bị một cái số điện thoại đẹp. Thì cái chi phí mua cái số điện thoại đẹp đó để mình đăng ký làm cái dịch vụ ở tổng đài thì nó hơi là đắt. Còn đối với lại cái việc gọi là Voice Brandname này, anh chị bạn là chỉ cần là đăng ký cái tên định danh với lại Cục An toàn Thông tin thôi. Sau đó là anh chị bạn sẽ đăng ký với lại các nhà mạng để thực hiện là đăng ký cái gán cái Voice Brandname này vào các cuộc gọi. Thì như vậy chi phí nó giảm rất là nhiều nha chị bạn. Là anh chị bạn không cần phải mua số đẹp mà anh chị bạn chỉ cần là đăng ký cái tên định danh của mình với lại Cục An toàn Thông tin thôi. Và cái cuối cùng là tất nhiên là khi mà cái cuộc gọi nó có thương hiệu thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ bắt máy đối với những khách hàng tiềm năng của anh chị bạn nhá. Thì ngoài những cái ưu điểm này ra ấy, thì Voice Brandname sẽ có một số cái nhược điểm. Cái thứ nhất là các cái điện thoại ấy, mà không phải là smartphone anh chị bạn thì nó sẽ không hiển thị được là cái tên thương hiệu của anh chị bạn khi mà anh chị bạn gọi đến cho khách hàng. Đó, những cái điện thoại cục gạch ngày xưa ấy. Cái thứ hai nữa ấy, là Voice Brandname này ấy, là hiện tại ấy, là chỉ có đáp ứng là hiển thị những cái cuộc gọi ở nội mạng thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà anh chị bạn đăng ký cái dịch vụ Voice Brandname với Viettel thì khi đó ấy, anh chị bạn gọi ra những cái số điện thoại mà khách hàng của anh chị bạn cũng sử dụng mạng Viettel thì khi đấy nó sẽ hiển thị được là cái Voice Brandname này chị bạn lên. Còn ví dụ như vậy anh chị bạn gọi ra số ngoài, ví dụ như gọi ra cho Mobi đấy, thì ở trên cái Mobi nó chỉ hiển thị được là cái số điện thoại ship mà anh chị bạn gắn vào cái Voice Brandname này để anh chị bạn gọi ra nha anh chị bạn. Đó, thì nó sẽ có hai cái hạn chế như vậy. Nhưng mà cái nhược điểm này thì nó sẽ ít hơn là cái ưu điểm, tại vì là cái Voice Brandname này là mục đích là gọi ra để mình quảng bá cái thương hiệu của mình đến khách hàng nha anh chị bạn, hoặc là anh chị bạn gọi đến chăm sóc khách hàng, anh chị bạn gọi đến những cái khách hàng đang sử dụng dịch vụ của anh chị bạn. thì khi đó khách hàng thấy tôi đang sử dụng dịch vụ của Viettel, Viettel chăm sóc hàng gọi đến. Thì khi mà cái cuộc gọi nó hiển thị là cái tên thương hiệu như vậy thì khách hàng của anh chị các bạn là có thể là nhận diện được cái cuộc gọi đến đó do cái doanh nghiệp của anh chị các bạn thực hiện. Rồi về cái thủ tục để đăng ký cái Voice Brandname và cái chính sách của cái Voice Brandname là như thế nào, thì đầu tiên để sử dụng được cái dịch vụ Voice Brandname này thì anh chị các bạn là phải đăng ký cái tên định danh với lại Cục An toàn thông tin. Thì ở đây nó sẽ có cái đường link mà để đăng ký cái hướng dẫn đăng ký tên định danh này do cái trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin nha anh chị bạn, ais.gov.vn. đó, cái trang này là của nhà nước rồi. Thì anh chị bạn sẽ tiến hành là lên đây, anh chị bạn xem cái hướng dẫn này và anh chị bạn là đăng ký cái tên định danh của doanh nghiệp mình đấy. Thì cái chi phí ở đây thì nó cũng rất là rẻ thôi nha anh chị bạn. Ở chi phí là nộp lệ phí đây thì nó mức thu chỉ là 200.000 trên lần đầu cấp định danh thôi đấy. Thì anh chị bạn có thể là lên đây chị bạn là tìm hiểu và anh chị bạn sẽ đăng ký. Cái việc này đăng ký nó chỉ mất vài ngày thôi, tùy theo là cái tên của anh chị bạn là đăng ký và có được duyệt hay không đó, hồ sơ có hợp lệ hay không thì nó sẽ nhanh nha anh chị bạn. Thì sau khi mà anh chị bạn là đã được phê duyệt cái tên định danh rồi ấy, thì anh chị bạn sẽ tiến hành là cái bước 2. Cái bước 2 là anh chị bạn sẽ trang bị cho anh chị bạn một cái tổng đài để mình gọi ra cho khách hàng. Thì tổng đài này thì anh chị bạn có thể là đăng ký với những cái đơn vị mà cung cấp tổng đài bên ngoài nha chị bạn, hoặc là anh chị bạn có thể là đăng ký cái dịch vụ là V-Contact của Viettel luôn, nó cũng là một cái tổng đài thông minh nha anh chị bạn. Đó thì Viettel sẽ cung cấp gọi là combo trọn gói luôn, vừa tổng đài và vừa cái Voice Brandname này, vừa ship để gắn với cái Voice Brandname nhé chị bạn. Thì khi mà anh chị bạn có đầy đủ rồi, giấy định danh này, rồi giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân thì lễ bắt buộc rồi, và anh chị bạn là có một cái tổng đài để anh chị bạn set up cuộc gọi rồi, thì anh chị bạn sẽ gửi thông tin này. Ví dụ như anh chị bạn cần đăng ký thì anh chị bạn là có thể gọi điện vào Zalo với Trực nhá, số điện thoại là ở Trực để trên màn hình, hoặc là email cho Trực. Thì cái vấn đề này đăng ký nó rất nhanh nha chị bạn. Thì anh chị bạn chỉ cần là gửi cái thông tin cho Trực trong vòng, ví dụ như mà hồ sơ của anh chị bạn ok hết thì trong vòng 1 ngày thì Trực có thể là cung cấp cái dịch vụ Voice này đến cho chị bạn nhá. Rồi thì về cái chính sách của cái Voice Brandname này gì, thì thứ nhất là cái chính sách nó sẽ có chia thành hai. Thứ nhất là phí hòa mạng và thứ hai là phí anh chị bạn là sử dụng. Thì đối với chính sách hòa mạng thì nó sẽ có cái cước khởi tạo. Cái cước khởi tạo này sẽ thu một lần đầu, là nó sẽ có số chủ nhóm hoặc là số thành viên nhé. Anh chị bạn đăng ký bao nhiêu số chủ nhóm thì chỉ có một thôi, còn ví dụ anh chị bạn đăng ký nhiều cái số thành viên nhé thì anh chị bạn sẽ tiến tới cái chi phí là 60.000 trên một thuê bao. Ngoài ra thì hàng tháng sẽ có cái cước duy trì, thì cái cước duy trì này nó sẽ là 50.000 trên một thuê bao trên 1 tháng, nó sẽ áp dụng chung cho cả số đại diện và số thành viên. Chứ ví dụ nha, nếu mà anh chị bạn đăng ký cái tổng đài mà nó có một số chủ nhóm này và 10 số thành viên chẳng hạn, thì cái chi phí ban đầu của mình sẽ 100.000 cộng với là 600.000 cho 10 số thành viên là 700.000. Và sau đó thì hàng tháng mình sẽ có cước duy trì là mình đăng ký là 11 số bao gồm chủ nhóm và số thành viên, thì cái cước duy trì của nó sẽ là 550.000 trên 1 tháng nha anh chị bạn. Đó, đấy là cái chính sách để hòa mạng và duy trì. Cái thứ hai nữa là về cái việc gọi là gói cước để sử dụng, thì anh chị bạn là có thể là đăng ký gọi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, hoặc là anh chị bạn có thể đăng ký một cái gói là gói gọi theo sản lượng chẳng hạn. Thì cái này là cái chính sách giá của Viettel nhé, thì anh chị bạn có thể là tham khảo nhé. Thì nếu mà anh chị bạn nào mà có nhu cầu về cái dịch vụ mà Voice Brandname này, cuộc gọi thương hiệu này, thì anh chị bạn có thể là inbox Zalo Trực, hoặc là anh chị bạn có thể là gọi trực tiếp Trực nhé, để Trực tư vấn chi tiết với anh chị bạn hơn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.